Ngày 18 tháng 5, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Địa Vũng Tàu tiếp tục xác minh liên quan đến hoạt động truyền đạo trái phép của một nhóm người trên địa bàn. Trước đó, ngày 9 tháng 5, qua nguồn tin tố giác của người dân về việc một nhóm người tổ chức truyền đạo trái phép tại nhà riêng, Công an thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh. Qua điều tra, căn nhà tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ được Phạm Văn Bê cùng vợ thuê lại để ở cùng một số người, sau đó tổ chức truyền đạo. Tại thời điểm kiểm tra, căn nhà trên có 21 người bên trong, trong đó có hai trẻ em dưới 6 tuổi đang tổ chức sinh hoạt các nội dung liên quan đến hội thánh Đức Chúa Trời. Đáng chú ý trong nhóm này có ông S, nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và bà A, một giáo viên tại trường trung học cơ sở ở Phú Mỹ cũng tham gia. Tại hiện trường, nhóm này sử dụng 11 cuốn sách, máy tính, màn hình TV để phục vụ truyền đạo trái phép, một cuốn sổ ghi chép truyền đạo, công an cũng thu giữ thêm các tài liệu liên quan. Qua khai thác, nhóm trên cho biết bên là người đứng ra tổ chức các buổi giảng đạo tại nhà thuê, trong đó có tư vấn về thực phẩm chức năng, lồng ghép nghiên cứu, đọc kinh thánh, xem các bộ phim liên quan đến việc truyền đạo. Phạm Văn B và các đối tượng thừa nhận việc tổ chức sinh hoạt có yếu tố tôn giáo nhưng chưa xin phép cơ quan nhà nước là trái quy định pháp luật, tuy nhiên không thừa nhận tham gia hội thánh Đức Chúa Trời mà chỉ là nghiên cứu cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ đây là một hội nhóm hoạt động hội thánh đức chúa trời do b cầm đầu vợ của b và một số người khác góp sức các đối tượng thông qua nhóm kín trên các ứng dụng đã tổ chức truyền đạo các đối tượng thường nhắm đến người quen khách hàng người có hoàn cảnh khó khăn gặp vấn đề về sức khỏe để tư vấn các sản phẩm thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe để lồng ghép tuyên truyền trái phép về hội thánh đức chúa trời Công an đã phối hợp xác minh, điều tra nghiệp vụ và có căn cứ để xác định đây là nhóm truyền đạo trái phép trên địa bàn theo mô hình đa cấp và đang tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm ngày 18 tháng 5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Chiều và tối cùng ngày ở vùng núi phía tây của khu vực bắc và trung trung bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng nhận định từ chiều tối ngày 19 tháng 5 đến sáng ngày 20 ở khu vực bắc bộ và thanh hóa khả năng có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 tới 70 mm, có nơi trên 120 mm. Đồng thời, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng vừa có nhận định tình hình khí hậu trên cả nước, thời gian từ ngày 18 tới ngày 24 tháng 5. Cụ thể như sau, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng từ chiều tối ngày 19 tới ngày 20 tháng 5 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Đối với khu vực Trung Bộ, từ ngày 18 tới ngày 19 tháng 5, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng ngày 19 có nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Từ ngày 20 tới ngày 24 tháng 5, khu vực này ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng thời kỳ từ ngày 20 tới ngày 23 tháng 5, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời kỳ này duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Hà Nội trong thời kỳ dự báo xuất hiện mưa rông liên tiếp, cục bộ có mưa to, thời gian tập trung vào chiều tối và đêm. Đáng lưu ý, từ chiều tối ngày 19 tới ngày 20 tháng 5 có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to. Cơ quan khí tượng lưu ý, ở các khu vực trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cũng vừa đưa ra nhận định diễn biến thời tiết trong những tháng sắp tới từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2024. Theo đó từ nay đến hết tháng 6, El Nino chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất là 80 tới 85%. Từ tháng 7 tới tháng 8, Enso sẽ chuyển dần sang trạng thái La Nina với xác suất từ 65 tới 75%. Cũng từ nay đến tháng 8, dự báo trên Biển Đông xuất hiện 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng một cơn đổ bộ vào đất liền. Trên phạm vi cả nước, khả năng tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, tiến sĩ Lâm cho biết nắng nóng xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong nửa cuối tháng 5 đến tháng 7 năm 2024. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 6 tới tháng 8, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 tới 1,5 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, ông Lâm lưu ý. Theo ông Lâm, khô hạn và thiếu nước, nguy cơ xảy ra ở Trung Bộ từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8 năm 2024 tập trung ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Ninh Thuận, đặc biệt tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi cũng theo cơ quan khí tượng, mùa mưa tại Bắc Bộ xuất hiện vào tháng 5, Trung Bộ khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9, mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể bắt đầu từ nửa cuối tháng 5, xuất hiện muộn hơn trung bình nhiều năm từ tháng 6 tới tháng 8 năm 2024. Gió mùa Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh hơn trung bình. Ngoài ra, mùa lũ năm 2024 ít khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực Bắc Bộ. Từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện 3 tới 5 đợt lũ và dao động. Các sông khác ở Trung Bộ mức nước biển đổi chậm. Tại Nam Bộ, từ tháng 6 tới tháng 8, trên sông Đồng Nai khả năng xuất hiện 2 tới 3 đợt lũ. Dự báo xa hơn, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết hiện tượng Enso ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 65-75% bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 7 tới 9 cơn, trong đó 3 tới 4 cơn đổ bộ vào đất liền, đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Thời kỳ này, nắng nóng có xu hướng giảm ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ, chỉ còn xảy ra cục bộ chủ yếu trong tháng 9. Nhiệt độ trung bình tháng 9 cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng từ 0,5 tới 1,5 độ. Tháng 10-11 tháng 11, ở mức sắp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngày 16 tháng 5, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ trưa đến chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, dạnh áp thấp có trục qua 24 tới 27 độ vĩ Bắc, đẩy dần lên, áp cao lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông. Ở phía Nam, dạnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4 tới 6 độ vĩ Bắc, có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung bộ, lấn tây, hoạt động mạnh, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt. Miền Đông ngày nắng nóng, miền Tây ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rông diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to, trong cơn rông đề phòng gió giật mạnh, lốc xét mưa đá. Thành phố Hồ Chí Minh khả năng mưa rất to như ngày hôm qua nhưng xác suất giảm hơn nhiệt độ cao nhất là 34 tới 36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C, miền Tây từ 32 tới 35 độ C. Trong 48 đến 72 giờ tới, Nam Bộ ngày nắng, cục bộ vẫn có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn rông, cần đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước đó khoảng 16 giờ chiều ngày 15 tháng 5, mưa lớn kèm gió giật đổ xuống khắp các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh, gây ngập nhiều tuyến đường. Trong đó, thành phố Thủ Đức là nơi có lượng mưa lớn nhất 123 mm, tiếp theo là huyện Hóc Môn 72,4 mm và Củ Chi 41,8 mm. Các quận huyện còn lại có lượng mưa phổ biến từ 27 tới 33,8 mm. Ông quyết chia sẻ, đây là trận mưa lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ đầu năm đến nay, hàng loạt tuyến đường khu dân cư bị ngập nặng trong trận mưa này. Theo ghi nhận, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Thủ Đức ngập lụt bánh xe máy như Tô Ngọc Vân Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Lã Xuân Oai. Nhiều phương tiện lưu thông qua các tuyến đường này chết máy phải đầy bộ, thậm chí nước tràn vào nhà dân gây hư hỏng tài sản. Đặc biệt, dự án xây hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân với tổng mức đầu tư 248 tỷ đồng vừa khánh thành vào ngày 27 tháng 4 được người dân kỳ vọng chống được ngập cũng thất thủ trong trận mưa 123mm chiều qua. Dự án không chống được ngập còn khiến nắp cống bị bông lên, mặt đường bể, nứt một số đoạn, anh Nguyễn Văn Tứ, 31 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức nói, mới trận mưa đầu mùa, đường Tô Ngọc Vân và xung quanh chợ Thủ Đức ngập lụt bánh xe, thưa hỏi dự án chống ngập này hiệu quả ở chỗ nào?